chân chiết Việt Nam đã luôn nơi lợt tức nát xong mà nhà thò bình dìa Peru rớp tế đói xong an tha màn ảy rộng tì tăng thầm mây bàn phliếm phliếm khả nát anh nhà thò cầm nọt ca rù rơ chìa cầm hất trăm thang ngay tìm một hơi bí khai mị thô nà nì. Nè xe rách viên sau trí chân chiết Việt Nam đã miết bài trình châm trấy ở đằng thà quạt năng nẹ phúm thô lọc bàn sát xong ao anh nhà thò bình dìa Peru rớ đó khai cùng phẹt cho nằm cà rối đâm bây ai bộ quát ai lộ trái đai cầm bông trình châm bán nâng miên bè cực con xâm rạp rộng tì tăng thầm mấy sạ nữ bần tay anh nhà thò mình ạ nữ nhạt lời ọt miên sao dân ta nơi nà sạch ta dân hồ cái lại nà ban hồ ơi kê ọt miên ao tì tăng dân nơi cái lại nà lục viên giang thắng chân chết Việt Nam mà nẹ tiết để rút nơi tam đoàn tình lê khăn ông sọc là vì ám tôn một cọp bích ai an thà lục một rút nơi khăn ông prate Campuchia tăng phí chân nam mới quan bàm buồn rồi cao sập bí đòi miết lý khách nam sọc cho bạm các bí môn lục nâng cửa xa rút nơi có nổ ría ta cài mọ có plát một nơi đồng bọn ả rây dịch sạch ní đòi bà cọp đồng bò nè sát chất đập chân nam hời lục bằng tham tiệt thá ấy lấy quạt nâng cửa xa mình ác bà cọp đồng bò nè sát ní bàn tiệt tề bố mình đơn thả trâu tự bỏ tì tăng nơi trọng nà bà sân bà nhà thóa bất chỉ ai bụ quát rù rơ chân mền thôi thôi tí nâng cái lãn nà bán cả lấy cái hũng cháo rồi hũng cháo cái lấy ní nơi ní hộ nó cái lạnh lơ na cái thơm túp muối xum cái này bọt ôn cây nơ lơ cây nơ muôn dơ đó trên đây muôn à không ồ bắp bò chợ nó đây mơ đây dưa chuôn thế là nó về trăm đại ai mơ nào mà chua này cái tơ o đây tơ chợ đó đây men mình đứng đây mơ đây à là cái sập trăm đại cái hộ xe ai ban kết mà hộ xe ai ban lục đông phiếng nẹ này sát chân chịt Việt Nam đá, lược làng thả, lục mình miền bài trình châm trái đôi kề tề, lục bằng tham thá, lục xin nạn nơi bằng đỏ xoắn xoắn bằng nô, hai lục nâng chạy tránh, bê chật đo thang ngày cùng nọt. Thử tư đây nâng, thử cái đánh tư ấy, mệnh lực nâng, chừng hay thiên tố qua một kia đi hướng nâng. Cái tư môn dựng dựng rô, dựng nơi xoắn, bằng đỏ xoắn bố đọc ngay, vì nạc cái hột máu dựng chặt cặp xoay, hột tư. Tư bố đâu nâng, tư ấy, bà thiên tố qua một kia đây. Ở trên tòa qua kia đi, cái tên như tớ ơi. Dông tam đi khách chung đầm nâng cho thằng ngày tì pram khai mị thổ nà chân em bì bòn đập pram. Đã chênh đòi lột bốn phến áp bị ba sọc là vì em đồng rớt ao chân chịt Việt Nam tiếng ớt đã xin nơi khó chế bập lỡ bái, phái, nâng túc, lớp tay tức. Chúng nói công phong chùm lòng ở rây khách sát trai kháng cát, thất khăn ông phù mà rây khách sát, không mà rây khách sát, sọc là vì em khát gần đá. Xôm rù rơ tì tăng, chạy chanh bì còn lại xin nơi sập thằng ngày chìa bần toán. Giang dũ bông phát trâm là nghị thằng ngày tì mập hơi bì khai mị thụ nà chân em bì bòn đập ràm chìa cầm hất. Đói mình bình chạy mù là hạt nà mũi cho bà lò lời. บ่าตรุษสิกชนเอ่อเปญนี้คือយើងជួបទ្រុសាប់ទៅប្រាក់ងាររីកានតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតហើយដំបូងនេះសូមអនុញ្ញាតជួបទ្រុសាប់ទៅលោកប៊ុនថនប្រចាំការនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជម្រាបសួរលោកប៊ុនថនបាទជម្រាបសួរលោកបត្រាបាទ จุดที่สูบบนท้อนบ้านเกี่ยวสูบลูกบรรทัดบ้านบ่ายจ่องลิงสายดอลบ้านลูกบรรทัดพระนั่งมีเรื่องรายไอจุดที่ชุนดอซาที่นักชุนลูกบ้านเชื่อบ้านบ้านตรงนี้ชาวบ้านมีสิ่งใดในการมุ่ยเปรียบปอนเตือนหนึ่งวิธีการอะไรมุ่ยเตือนบ้านจีบรถมากรงปล่อยไปหนึ่งบ้านมีสมรู้สู้ต่อปัญหาการจีจ้าเปรียบปอนแต่หนึ่งปัญหาได้ผูกกฎมีลูกบ้านบ้านสมบูรณ์ชาแนลเลยสมชื่นลูกบรรทัดจุดที่ชุนนั่งท่าตาสมบูรณ์หนึ่
ณะกรรมการไปประตูสมนุนจิจราติจิบรอดปาเตปอนนำปัญหาเด็กปุกปนเมียนแต่ที่ประจำทั้งไงสมนุนถึงอันนี้เติร์บานจิบรอดตัวนำไปเอาอย่างยาโทรประตูจีคณะกรรมการตรงไปช่วยต้องไล่ปัญหาเด็กปุกปนเมียนโดยที่ปัญหาสมนุนเด็กลีปัญหาปาริคานปัญหาอนามัยหรือกับปัญหาต้องตกลงสังคมก็ต้องจำนวนตัวนุ่มปิดจิตรสบันตัวตะเลออาญาโพดำไปเอาช่วยต่อสายจิตแทรกตะเลอปัญหาคุ้มคุ้มแต่มีสมรรถเพียบต้องเอาอาญาโพมีสมรรถแทรกตุกจับในปัญหาละไปที่ซองก็โดยเชี่ยอ่านตอนที่ตกมูลจำนวนเปียปอนแต่การเมียนตรงปล่อยไปแต่จำนวนตัวนุ่มคณะกรรมการมันเติร์บาน
tôi ca ở tầm nó trái phần tay cái nạc cam ca bàn ghi tha phần nô tương ổn ít nâng chun tương thả lơ tiết tầm bây tầm rinh này ca lập phương này ca tầm nó trái chụp chìa bọt phần tay phải nhà hai chị trán các miếng cư bị chìa bị tách cư phải nhà hai tầm nó đầy lý để phục vọt miếng tèm rong lộ bạc con nâng phải nhà hai ní mà tầm bàn chìa bọt lực láng sống tập tú dàng ngá ở nhà phố đó trái ở phục vọt ở thang tầm bàn lộ bạc បាទអរគុណលោកបន្ថនចុះរលែករឿងរ៉ាវសូមលោកបន្ថនជម្រាបជូនរឿងរ៉ាវដែលបបអបជីវរដ្ឋតវ៉ាចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននៅលើផ្លូវដែកហ្នឹងថាតើយ៉ាងម៉េចហើយរដ្ឋបាលនេះការវិវត្តបាទទោះបីជាផងដែរបាទជាប្រវត្តិដែលរងនៅតាមផ្លូវដែកបាទជាប្រវត្តិកាលពីម្សិលមិញក៏មានការប្រតិកម្មផងដែរបាននាំគ្នាបាទទៅកាន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទដើម្បីសូមឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងជួយដោះស្រាយ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលពួកគាត់បានរស់នៅនៅតាមបណ្ដោយខ្នងរថភ្លើងដែលបានទទួលការលើងពីគណៈកម្មការធនធានធនធានអេឌីបីបានដើម្បីដោះស្រាយនៅខាងការមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺអាចសង្កត់ដោយគណៈកម្មការបានដំណោះស្រាយនេះធ្វើការងារមួយដែលជាប្រវត្តិបានចាប់ប្រកាន់ថាមិនមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់បញ្ហានេះគាត់ថា ສົມឲ្យອາຍາພໍກົງຊ່ວຍດອສໄຊບາມັນຊ່ວຍດອສໄຊເດກໍນຶງຕຶງຕໍ່ສະພາຈິດໄປឲ្យຊິດຊ່ວຍດອສໄຊຜູ້ກອດແຕ່ມດອງລະບາດໂຈດໄປດອບອົບຊິບຣອດດອມຸກສາລາກົງໃຫ້ຄັງສາລາມົນຕີສາລາກົງມີບານຈັ່ງຫມົດດອສໄຊຫຼືກໍຕຕູນຍາດບອບອົບຊິບຣອດອີ່ທີ່ລູກບາດບາດເຈັດພໍນຶງບັນຫານີ້ຄືຄືຄືຄະນະກຳມະການສາລາກົງປ້ອຍປ້າຍມັນບານຈັ່ງຄູນໄປດອສໄຊຊ່ວຍຊິບຣອດແຕ
ลูกบนทอนอาจจะมีบ้านเด้บ่าวๆผู้ชื่อบรอดประมาณครูซาได้มีปัญหาได้บนทอนบ้านพอดำรงสายปีข้างเอดีวีนึงบ้านแต่ปัจจัยเหมือนกันใช่ไหมตุ๊กชื่อบรอดประมาณปีใต้สักต่อ50ครูซาบ้านบ่าวบ้านนั่งปัญหานี่ป่ะลูกบ้านบ้านออกคุณชมรีบเรียกลูกบนทอนในการปีกรงปล่อยไปขายบอลตีมีเจนในเวลาเล็กนึงบ้านออกคุณชมรีบเรียกลูกบ้านออกคุณ บ้านตุกอาญาโทรลูกดอสไลด์ประตอติดเตอร์ท่าทางยังไม่คลาเปียปอนตันนังกาดอลจิลุจิกะต่อผู้คนให้นึกสมใจบ้านการสินบ้านออกคุณอะไรสมชอบตุลซาเตอร์พนักงานมารูปตีนในขนมไข่อดดอมินเจย์บ้านชูบหนึ่งลูกวิจัดท่าลูกวิจัดพนักงานในขนมไข่บ้านบอนตีมินเจย์กองปล่อยแปดบ้านออกคุณจิลิซูลูกวิจัดบ้านปูนปูชอบตุลซาพักชมบ้านสมบัญญาจิลิจูนเรื่องมวยประตอรมอนด้วย บาดมาสมัยกาประคุณเป่าตรวจบาดเรื่องการประชีพยืงหนึ่งสังกปัวจังบาลทุสนาอัดกันยาบาดแปะกระดาษได้แต่เหืองอัศสุขุนกวันสลับตายไปดองบาดมาสมัยบาดเมย์บาดเทียงบอมโอนประชีพบรอดชิมเซนคือยุบจนยุบตะไคร่ยืงตะความโตลาทานแปะโอลัมปิกยืงกัดสมกอลเคยทาแยกเปลือยประมาณเชียงปีตุสวัดมาต้องมาใส่จิมเบียนบอมโอนกอกกอมาออบออซาโตของการประคุณ เรื่องจมเรือจีดยิ่งนั่งคางคีเลยคางพี่คีมุติเดแต่เปิลชั่งน้ำนั่งปีปอนอปรามนั่งคืนยังคืนจนถึงเพียงบอมโอนเชื่อบรอดประมาณเชื่อเชื่อปรามเมื่อเนี่ยมากรอมโตรถูกใบทายยืนจันกรอบบาลคีบุนตัวหนึ่งโซนก็เปิดเม้นปัตย์ได้เบ็ดดงมาเยอะอันจันคีเลยภาษายืนจันให้ยงกอเมื่อเรื่องยืนจันซาโตนั่งรูปเพิ่มของครูนัยนั่งเปิดได้คืนบอมโอนลูกสไนฮาวิไซกีลา มันท่าแต่ไงกันยามมาล้าแต่ชมบ้านแต่ปอมปอนตูตูสิชนได้ของปุ่งตามด้านความตัวก็ลูกเป็นจัดหนังความตัวชมพู่เหอการลิงบ้านบ่อยยังได้มีนมุตนาพิจิตรบ้านออกคุณอะไรส้มอันยาชอบตูซับเตยแพร่เงียบประจำการโดยขนมไข่ปริเวณอย่างสวายเรียงช่วงลูกปิสัตเป็นไปร้องถ้าตาลูกมีไอ้ไพร์บ้านจุดเดือดสู้ลูกปิสัตมาส้มจุดเดือดสู้ลูกบัตราบ้านลูกปิสัตเป็นนั่งโชว์จืดในไข่ปริเวณยืดกอสวายเรียงลูกบ้าน บ้านพี่ใครปริเวณเมาเมียนเรื่องไรไอ้จุดเรียบชุนซาที่ไหนชุนบ้างบ้านเรื่องเมียนตัวเป็นมวยบ้านเกิดงานเธอสอบเต็มรอบบ้านสักคนไล่เก่าแต่เขาว่าติดตามมาคนไล่ในกระทรวงแต่เพื่อการสร้างสร้างรูนึงเสียแบบใบโน้ตการสร้างสร้างคือไล่ในจวบนึงไล่คิดเล็กมวยกายไล่แต่สปินนั่งเรื่องแต่มาดองบ้านสมชื่อยังไม่คลาลมอัดมั้ยสมชื่อบ้าง
បាទការចូលទៅខាត់នេះឃើញថាតាំងពីម្សិលមួយថ្ងៃហើយនៅការពីម្សិលមិញគឺរយៈពេល2ថ្ងៃដែលខាងលោកអភិបាលស្រុកលោកជុំសំរឿនបានបញ្ជាក់ថាខាងម្ចាស់ពិធីដែលម្ចាស់ទីតាំងដែលកំពុងសាងសង់នោះគឺជាមន្ត្រីតរិយអាវុធហត្ថ10%ហើយគាត់ចូលទៅសាងសង់នឹងធ្វើជារោងដែលបែកទៅឈើដែលជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ1នឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើការសាងសង់ទាំងនៅផងនិងលក់ដូរផងបាទតែលោកអាចថាការសាងសង់នេះមានតែជាប់ទីតាំងដែលគាត់សាងសង់នេះគឺវាស្ថិតនៅលើដីចំណីផ្លូវដែលគិតពីអត់ទៅ30ម៉ែត្របាទសាងសង់នេះដោយទិសហើយទៅគាត់អាជ្ញាធរទៅទៅហាមឃាត់មិនឲ្យមានការសាងសង់ទេបាទចូលលោកពិសេសមុននឹងចុះហាមឃាត់នឹងអាជ្ញាធរវាបានជួនដំណឹងទេថាផ្លូវនឹងមិនហាមមិនអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាសង់ទេព្រោះថាអត់មានផ្លូវចេញដល់មានផ្លូវចេញពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរចូលបន្តយឺនក៏អត់មានអញ្ចឹងទេអាជ្ញាធរមុនហ្នឹងអ្នកអនុញ្ញាតឬក៏ក្រោយមកទើបមកចុះប្រតិបត្តិការមិនអោយគាត់ធ្វើអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងឬក៏សង់ផ្ទះហ្នឹងបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងពេលនៃការសាងសង់នេះគឺអាជ្ញាធរបានមានជូនដំណឹងឬហាមឃាត់ទេពីព្រោះថាការសាងសង់ក៏គាត់មិនបានស្នើសុំទៅខាងអាជ្ញាធរដែរប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់ខាងអ្នកម្ចាស់ដីដែលគាត់សាងសង់នេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលគាត់សាងសង់នោះគឺជាដីរបស់គាត់បាទឬដីរបស់គាត់តែគាត់មានតាំងពីមិនទាន់ទៅផ្លូវជាលេខ1នេះប៉ុន្តែណោះបាទដូច្នេះហើយផ្លូវជាលេខ1ទៅតែមកធ្វើក្រោយទេដូច្នេះដីរបស់គាត់វាស្ថិតនៅជាប់នឹងផ្លូវដែលថាតែគេមកធ្វើក្រោយហើយចាប់ជាប់នឹងលើដីរបស់គាត់លោកចាំសង្ឃុំកាត់លោកមួយទៀតចុះដីហ្នឹងកាលមុនក្រែងថាខាងភីគីជប៉ុនដែលគេចេញគ្រោងសាងសង់ស្ពាននេះគេចេញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរៀងខ្លួនអាជ្ញាធរមានបានបញ្ជាក់ទេយ៉ាងម៉េចខ្លះបានជាគាត់ថាដីនៅរបស់គាត់ដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះដែរគឺខាងអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ជាក់ម្ចាស់ដីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាដីទីតាំងនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារនោះដែលមានតាដីចំផ្លូវនេះប៉ុន្តែក្រោយពីខាងក្រុមជប៉ុនចុះមកសាងសង់នេះគេបានសង់បាទសង្ឃជាសំណងតាមរយៈគោលនយោបាយរួចហើយប៉ុន្តែនៅសល់3គ្រួសារដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះបាទគឺ3គ្រួសារនេះមិនទាន់បានទទួលសំណងជាគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេបាទដូច្នេះហើយទើបមានផ្ទះនៅទីនេះចំនួន2ខ្នងហើយ3ដែលកំពុងសាងសង់នេះគឺពីមុនក៏អត់មានផ្ទះទេប៉ុន្តែ3នេះជាដីរបស់គាត់ដូច្នេះហើយទើបគាត់មកធ្វើការសាងសង់ដើម្បីគាត់ឲ្យពុកម្ដាយចាស់ចាស់គាត់បាក់តោបលក់តោគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់បាទអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនោះគាត់ថាផ្ទះពីរខ្នងដែលតែជាប់នឹងផ្លូវនេះដែរតែក្បែរនឹងជាប់ក្បែរគ្នានេះគឺបានសាងសង់រួចមកហើយហើយធ្វើការលក់ដូររួចជាទៀតហើយបើតើមានអាជ្ញាធរណាទៅហាមគាត់ទេព្រោះដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើសាងការសាងសង់នៅជាប់គ្នានឹងដែរដាក់ដើម្បីលក់ដូរសម្រួលរបស់ស្រ័យជីវភាពដែរបែរជាអាជ្ញាធរចុះទៅហាមគាត់ដែរគាត់បែរជាថាការធ្វើបែបនេះគឺជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ពីពួកគាត់ថាដីនេះជាដីរបស់គាត់ហើយគេនៅក្បែរហ្នឹងខ្សែសង់បានបែរជាគាត់នៅក្បែរហ្នឹងខ្សែសង់មិនបានទៅវិញបាទដូច្នេះគឺគាត់សំណូមពររដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើការខ្សែសង់ឲ្យបានដើម្បីគាត់ធ្វើការធ្វើតូបលក់ដូរនិងធ្វើផ្ទះសម្រាប់ខ្លួននៅផងដែរបាទឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងក៏ដូចជាសារសុំពីមន្ត្រីខ្លួនហើយហ្នឹងអាជ្ញាធរលោកបានឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទសម្ពើតអភិបាលស្រុកពីលោកបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះទី2ខ្នងដែលគេធ្វើរួចហើយនេះគឺគាត់គឺគាត់អត់មានដីណានៅផ្សេងទេហើយដីនេះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដូច្នេះការគាត់ធ្វើតោះធ្វើលុយឲ្យលុយយ៉ាងម៉េចនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ខាងរដ្ឋមិនអាចទៅហាមគាត់គេបានទេពីពួកដីរបស់គេតែឡាយចាក់មកខ្នងទៀតដែលកំពុងតែសាងសង់នេះគឺអាចថាធ្វើទៅគាត់ដែលថាគាត់អាចថាដីដែលកន្លែងដែលសាងសង់គឺជាដីចំណីផ្លូវហើយដីដែលគាត់របស់គាត់ពិតប្រាកដគឺនៅខាងក្រោយទេមិនមែននៅខាងមុខនឹងទេហើយការសាងសង់នេះទៀតវាធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងដីចំណីផ្លូវដែលមានប្រវែងដល់30ម៉ែត្រនោះបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជួរអ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមតំបន់នេះគាត់បានលើកឡើងថាផ្ទះ3ខ្នងនេះរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរផ្ដល់ជាសំណងគោលនយោបាយឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៅដោយសារថាទីតាំងនេះគឺវានៅជាប់នឹងផ្លូវតែម្ដងបាទហើយគេមានរបាំងដែកដែលជាប់ពីមុខទៀតពិសេសវាមកពេលធ្វើចំណោចរាចរណ៍សរសៃសៃរយន្តតូចធំឆ្លងកាត់វាងាយនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបាទហើយក៏បើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពក៏វាមើលទៅវាមិនសមដែរបាទធ្វើពីព្រោះវាបាំងផ្លូវហើយគេចោះពីលើស្ពានមកវាអាចបាំងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះគាត់សំណូមពរថាគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអានិយោថាពិបាកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តចាត់វិធានការបោះឆ្នោតសំស្របមួយជាសំណងគោលនយោបាយឲ្យគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅទីតាំងផ្សេងកុំឲ្យមកនៅទីនេះតទៅទៀតបាទអរគុណជំរាបលាលោកពិសិដ្ឋរាជការពីខេត្តព្រៃវែងនៅវិលព្រឹកហ្នឹង
bà xong con xong chụp lên lia bà mẹn tên tư rương nâng xong ảnh nhạt dây khlênh tích rồi xa tay quát miền đây nâng lại nâng hay bọn ai quát nơi lại nâng quát nơi nà bởi tiết lại em xếng ấp miền hay chứng là lấy khu khang khang Japan phía kia Japan nâng kia thông bà đá ca phía bót kia thật bật băng chân ơi đâm bây giờ thì nên rõt ập hiếp mọi miền ca có xếp 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 cắt lăng hay bởi xin quát phư tới vì bạc bò xâm đạp phóng xài thiền nạ vì ai bị chôn nâng hạn đi phê cua phạm cho ra cho vì ai có xếp ra cho nơi không chùm lệch nâng mặc đông nâng chẳng tiết là sau đập bây khu xa anh thiết đại thời kết cu chẳng tiết xa xông rò nhà thô thường mách rộ thiên ca nà môi xong xót đồng bảo đồng bảo ở quận ai từ cái lãnh xe anh thiết rứ có ạn nhát chẳng mách chẳng bán từ tam xa mặt kê chùm mì bò nhà thô lục chặt chay từ tam ca khu bạn đó cun thu thu sinh chân chỉ đi cổ rộp an dương xông xông ạn nhát xông rạ bằng tích sấn vệ cao điểm chọc tu sạp từ căn phẹ nghe đi căn tam đà khai bằng tỏ thiên hạn ចុងក្រោយប្រចាំការនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតហើយដំបូងនេះសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទជួបនឹងលោកវិចិត្រនៅក្នុងខេត្តតាដូចមានរឿងរ៉ាវឬជាព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះនេះសួរលោកវិចិត្របាទលោកកត្រាបាទលោកវិចិត្រព្រឹកនេះនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអាកាសធាតុយ៉ាងណាដែរទៅលោកបាទបាទនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអាកាសធាតុជាធម្មតាទេបាទលោកកត្រាបាទហើយដល់ឡែកយើងរ៉ា
ងកន្ទុយលេខក្នុងស្រុកបន្លងវិញខេត្តដំណជ័យអញ្ញាធម៌ក្នុងសមត្ថកិច្ចមានវិធានការតែមិនបង្ក្រាបបាទមានវិធានការហើយតែអត់បង្ក្រាបអត់បង្ក្រាបបានន័យថាសមត្ថកិច្ចលោករវល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏សុំជឿបាទរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបាទតាមព័ត៌មានបាទដឹងថាក្រោយពីអញ្ញាធម៌នឹងសមត្ថកិច្ចស្រុកបន្លងវិញនៅខេត្តបរមានជ័យគ្មានចំណាត់ការទៅលើលបែងស៊ីសងកន្ទុយលេខបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងស្រុកទទួលរងគ្រោះនិងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិកើតមានអំពើហិង្សានិងសកម្មភាពចោរកម្មជាដើមបាទបាទបាទបាទបើតាមឲ្យដឹងពីកូនចិញ្ចែងជាច្រើននេះមានខ្នោតធំធំនៅក្នុងស្រុកបន្លងវិញសប្តាហ៍នេះគឺការឡើងរហូតជាង10លានបាទទី1គឺឈ្មោះអង្គជោចដែលជាមន្ត្រីនៃកងពលធំអន្តរការគុំលេខ2និងជាម្ចាស់ការសាំងនៅក្នុងស្រុកកំឡុងវែងបាទទី2គឺចែកកញ្ញានិងប្តីឈ្មោះគ្រូធឿនមានទីតាំងនៅភូមិ9ប៉ែកទី3តាវ៉ែនតាមានទីតាំងនៅជាប់ផ្ទះសំណាក់ទៅពេញព្រៃទី4ឈ្មោះលីមានទីតាំងនៅជាប់តារាងដៅផ្លូវជ្រមុជុកទៅសំរោងបាទទី5ឈ្មោះផានប្រពន្ធឈ្មោះលៀងមានទីតាំងនៅឃុំផ្លាតនៅមួយឆ្នោតជាច្រើនទៀតដែលមិនបានស្គាល់ឈ្មោះបាទគូនកន្ត្រៃទាំងនោះបានបន្តថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចស្រុកបន្លងវែងមិនអាចមកក្រាបបាននោះទេគឺប្រហែលជាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងនោះបានទទួលកញ្ចប់ខ្មៅពីមីឆ្នោតគ្រប់គ្នាអស់ហើយបាទគូនបញ្ជាក់ផងដែរថាមីឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកបន្លងវែងទាំងអស់ត្រូវបានកោះហៅទៅធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូទាត់កន្លងមកប៉ុន្តែក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យាហើយសមាគមភាពលោកមន្ត្រីលេខដែលជាដំណើរការខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតបាទជំវិញសកម្មភាពលបែងមន្ត្រីលេខខាងលើលោកហើយជិនវិរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងដែលទើបតែឡើងថ្មីបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទទាំងត្រង់ថាខ្ញុំក្តាប់បានដែរមកដល់ម៉ោងនេះតាមបណ្ដាញព័ត៌មានកន្លងមកតែក្រុមការងារខ្ញុំមិនទាន់បង្ហាញខ្ញុំទេហើយខ្ញុំបានរៀបចំគណៈកម្មការចុះធ្វើការហើយតែនៅគ្រប់កន្លែងយើងមិនទាន់បានជួយទេប៉ុន្តែសំខាន់ថាអាជ្ញាធរមានវិធានការយ៉ាងម៉េចគឺជាគោលការណ៍ខ្ញុំមិនឲ្យមានទេបាទលោកហើយជឿវរៈយុទ្ធបានបន្តថាបើសំភារខ្ញុំហើយយកពាក្យខ្ញុំទាំងអស់នេះទៅចាក់ផ្សាយផងបាទនឹងសូមឲ្យក្រុមអ្នកការព័ត៌មានទាំងអស់មកឲ្យនៅកន្លែងណាយើងគួរដឹងហើយថាមិនឆ្នោតបាទឆ្នោតយួនឆ្នោតថៃតាំងពីដូនតាមកតើមានអ្នកណាត្រូវបង្ក្រាបបានទេគឺមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងសូមក្រុមអ្នកការព័ត៌មានទាំងអស់ជួយចង្អុលបង្ហាញផងយើងនឹងធ្វើការបង្ក្រាបតែបើអ្នកការព័ត៌មានទាំងអស់មិនជួយទេគឺមិនអាចបង្ក្រាបបានទេព្រោះមិនឆ្នោតទាំងអស់នោះគឺគេធ្វើសកម្មភាពលាក់មុខបាទបាទជំនួយសកម្មភាពលំអែងកន្ទុយលើនៅក្នុងស្រុកលោកវែងខាងលើនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែអស់សង្ឃឹមក្នុងការចុះអនុវត្តបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចហើយទីពិសេសគឺលោកហៅចិនវរៈយុទ្ធដែលជាអភិបាលស្រុកដែលទើបតែឡើងថ្មីតែម្ដងបាទបាទអរគុណលោកវិចិត្ររាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅលៀបព្រឹកហ្នឹងបាទអរគុណបាទរឿងកន្ទុយលេខរឿងលបែងស៊ីសងអីវាស្ថិតនៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
hơi nè bà nè xa bò đi miên có thất nơi không ca chôn tự dốt chẳng ô bạp từ đó là khang bằng tay mù lực than thái khả lấy khả nè khả nấu đây vì thất là lươi bằng tay mù lực than của anh chô tam đan sư kê thì mù lực bò 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 chì bò chô chuộc thì mù lực bò bò chì bò tự đăng là tập hò và dương phương ca rịp chom sai bò đi miên từ tam tập lực cá ở vây đại ai cắt lớn hay ở vây đại bò bò chì bò lục bàn phát đo đồng màu rừng tu đi tiên ngon ý vì thất là lươi nhà thôn mù lực than được ngọt nìa tại dù rùm máu có dương cho rùm sẽ hạ ca cho mùi hết đòi xa tái thứ mấy kịp sai ta đầm nâng đại trầm trời hay cắt lại nơi khổ nông xung cung đại bật bọn nào bà quân xô mà nhà bà chọc thủ sát tới nhạc nghe mùi rùm mặc sai tiết nơi khổ nông khát ở bản tiên bên chơi và tay môn đường cho bản tiên bên chơi xô mà nhà chùm liêu chung rương mùi tiết to nơi rương xà lọc bông sạch nơi mà đông trong chùi như quá cứ bọn bông chìa bọt lúc bàn phá nhà xa và lọc mà vinh tha rương bà nhà xà lọc bông sạch vì ở cháu đến nơi khai cả đáp từ lấy mọi thứ mà nơi bài tiệc quạt nơi bài tiệc quạt việc của bạn hạn đi phơi trần bởi vì bạn đây tiệc quạt nơi hàng này này từ cầu tới và chẳng tiếc viên được vụ quạt đang người đưa vào cái nơi làm xịn và chẳng tiếc cứ sao xôm rồi nhà thôi một than thôi mất cứ xôm ao giờ sờ lóng bông sạch nhá chẳng ai bị tiệc bỏ quạt đến từ và nơi chất pí cầu của bạn đang ai kia từ tôi cho bạn này bạn ở quân ở lời xôm ở nhà cho từ xa tới mẹ nghe và trăm ca nơi không khai bọn tim mình chơi chút lúc buồn thương mình đòn chỉ biết số lúc buồn thương alo giờ tôi lục bật ra nên tình nhà bạn. Bà, lục bật thuyền, bật năng miên rừng ra ở vây khoa, ở chụp 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 việc phong được hiện nay chia sẻ người ta mà tập lâu ta mà tập tụng lại nơi thằng chơi lời chuyện lời pram đại anh đặt nòng cụ một ta hay là con phải bay sọc con chơi sọc phải chơi sọc ngõ phụ kể cầm phu miên tất cả học thì con cũng lắng mà cái những bạn đã control của man trên đặc lại nghĩa là cái hai thằng đã xây dựng lôi kia bây giờ đã đầu tiên đặt tụng lên trên châu phi và tây thái ở bây giờ bọn nước tây ban thì còn thang control được chút đã cần lớn thì giờ về dù mà hai hai kim đại mà ở phụ ông tây ban chấm đất tiền lôi kia bây giờ đã đầu tiên đặt tụng lên trên châu phi tây thái bảo cầm cái kia hai cái chuyện bán control luôn bạn thôi cầm học thì luôn cái khơi miên là con cũng lắng nhiều thiên cô ba ca thì tụng lên đại tây ban đã xây dựng lôi kia bây giờ bọn nước ai phụ ขนมโป้สมอยขางงามโทษโดยยึดขันตะโมกองกำลังนั้นเตยเชื่ออย่างน่าเตยมีเพียงการจับตัวปัญหาของตัวปิจูนสมอยการเมียนเตี้ยทุกประการปัญหาของตัวปิจูแต่การเมียนนั้นคือเถื่อออยไปเก็บรถนั้นจะปัญหาการรู้สิ้นจูการลำบากปัญหาการระปัญหาการระดับการเป็นตัวตุนตัวติดไทยของแม่บ้านบุญถึงกาดักกองโกรจูจูนั้นเราสำคัญแต่เลือดใต้บอมโป้ปิจูรถมาจำนวนทมโดยมีหลักตะเพียบลูกบางรุ่นจุนหอยดักตุ่มนิ่งกับสภาพเซ็งเซ็งหรือก็จับแตงแกดาคอแตงมาโตแตงไอ้หม้อหรือยังไงบ้างบ้านเตี้ยป้อนอะไรฟังฮะได้เปรียบรถโลกบ้านเลือกล้างท่าปัญหาคอนโทรลจุดนั่งยืดตึ้งที่จันเนี่ยดาชีวกรกระโดดเกี่ยวกับรถได้โรคซีดักตุ่มหนึ่งเป็นโจปีประเทศไทยแต่บ้านกระโดดชีตุ่มหนึ่งกำเชียงยังได้แจ้งจะลุ่นในประเทศไทยโดยที่การฟอร์ดยืดดักตุ่มหลงมีโฟสัยใสนั้นเราปัญหาได้ดักใส่ใจจะปลุกกรมกรจุดจุดนั่งแต่บ้านอ้อยปลุกคนนั่งกำลังมองลอยคล่ำคล่ำรถยนต์ไม่เครื่องมันติดมาเมินแต่ตามเมินได้บ้างโอ้มันประมาณที่เราไล่มอเตอร์ยังไม่คลั่งบุษณีกอดบุกแหลกนะพอลานุพอลเซ็งเซ็งปีสกตีกีม้ากอดปีนี้ยังไม่กอดโยยังไม่คลั่งบาดเจ็บพอดึงมอเตอร์ด้วยคันคงโตหรือชุดด้วยเอาคืนโยเตสิจันกิจันโยเลยปัญหารถยนต์แต่มาเอามาบ่าเอาคุณลูกบุญทื่นด้วยการไปแคดบอลทีมินเจนเรเลเบรกนักบ่าสมัครคุณชมจูเลียบาร์บ่าสมจูเลียบางคนตุกตุสในชนจิตกรุรอบอันการปฏิหารไม่ปนเมียนบางบัดดาที่มันชอบแต่หายหายปะโตแต่ชูบหนึ่งลูกสกะหนึ่งกัญญาดีนาลูกหนึ่งจุบเรียบจูนเรื่องราวสำคัญทำไมการลายในครองสังคมชิมเซนก็คือสาได้บอมโปมิเชลบรอดพยายามการสถานีตุกตุหามีเอชดีทีบีการนิคชมบัตในกรมการเงินสมอคุณจุพูการตามตาระบบตุกตุสในชนถึงออกนี้หายจุพูการทั่วดมนาตือจงสัปดาห์นี้สมอยตุบานรูลูนถึงออกแต่งเตยถึงเมาส์มีสวัสดิภาพในขนมกาบักบอครุฑตีกไลขณะนี้ชาวบ้านในกรมการเงินสมอคุณสมกรุบเลีย